Hồi xưa lúc nhỏ em có biệt danh là Zombie D từ nhỏ tới lớn luôn. Lần đầu tiên á, mình được khung với trai kiểu như là mình thích ấy. Gặp trời mưa xong em ngủ trên cái sạn ở gần đây này, có sạn nè, vô đó trú mưa đi. Thay đầu đi tắm, ngủ bằng này tắm chung luôn. Sơn có đòi về ở chung em không cho. Tại vì lúc đó em ở với một bạn nam. Nhưng mà bạn nam này là em với bạn nam này thì không có công khai. Là em lăng nhăng hả? Cái gì em ngộ vậy? Tức không được nha. Em kiếm 10 triệu đi, anh qua cho em qua em ở. Cái lúc đó mình yêu quá, mình cứ cày chạy đô chạy đáo, mình đi kiếm 10 triệu nên bắt buộc qua sao? Mình ở với ông này. Tập này mà phát sóng lên là em mệt cho khai nói thật. Xin chào em. Tập này có vẻ chị Chi sẽ rất là thích. Sao nhỉ cưng? Tại vì em thấy chị thích mấy cặp đôi mà đẹp đẹp mà xứng đôi như thế này đó. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về bản thân mình nhé. Dạ chào anh Tuân, chị Chi, em là Trương Thanh Sơn. Hiện tại em đang ở Sài Gòn, sinh sống ở Đồng Nai. Dạ năm nay em 20 tuổi ạ. Kia làm gì Sơn? Dạ em làm thợ tóc với kinh doanh online team. À thợ tóc luôn hả? Dạ. Em kinh doanh về cái gì anh? Em kinh doanh bên mỹ phẩm anh. À vậy là em là cùng mặt hàng với chị Chi đó. Tại vì em bên mỹ phẩm mà bán bên đặc trị mụn á. Còn em tên là Phạm Hồng Kha, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Ừ, Kha với Sơn, hai bạn quen nhau bao lâu rồi? À, em với Sơn quen nhau cũng được 4 năm ạ. Rồi, để trước khi hỏi chi tiết về câu chuyện tình yêu á, cho Tuân quay ngược về câu chuyện tuổi thơ của hai bạn và cái hành trình phát hiện ra giới tính của mình nhá. Em biết giới tính của em năm nhỏ tuổi lắm. Tại vì ở dưới quê hay chơi mấy đồ hàng á chị. Mặc đồ con gái mà dạ vợ chồng á. Hồi xưa lúc nhỏ em có biệt danh là Zombie D từ nhỏ tới lớn luôn. Hiện tại bây giờ vẫn có còn biệt danh đó. Nhờ bây giờ ai gọi em? Lâu lâu bạn bè thì hay đi chơi ăn nhậu thường hay gọi. Nhờ bạn em là trai thẳng hả? Dạ, bạn em thằng trai thẳng không? Không có người nào trong giới. Người ta kêu em vậy mà em có khó chịu không? Có gì, nhiều khi em đó. Em có phản ứng lên không? Dạ có, em phản ứng. Kêu là tao làm gì BD mà kêu tao BD. Phản ứng gì đâu mà yếu ớt các bạn. Nhiều gái mà. Dạ lúc đấy cũng nhột nhột trong người đúng không? Dạ nhột. Nhưng mà khó chịu đúng không? Dạ. Không có đồng ý mà người ta kêu mình vậy. Mình lúc đó mình chưa biết mình bị kiểu như là người ta nói mình BD này nọ là mình không thích. Nói mình là trai thẳng thôi, mình không có chịu là mình bị BD. Nhưng mà hồi nhỏ có giờ Sơn có cảm tình với bạn nữ nào không? Dạ có, tại vì nhà em có gần cái nhà bạn nữ này nè. Cái mẹ em mới dạy học, tại gia đình bạn nó nghèo, không có đi học, mẹ em dạy. Xong rồi cái mẹ mới cáp qua là kêu là cô dạy con, mốt con làm dâu cô nghe. Cái hai đứa cũng kiểu như lời cha mẹ nói thì kiểu lúc nhỏ mình chưa biết giới tính mình như vậy á. Cái mình vẫn chơi, kiểu như mình chơi bạn thôi chứ em không nghĩ như bạn đó yêu em. Lúc em đi Sài Gòn là bạn khóc lóc, kiểu như là xa bằng đó vậy đó. Rồi khi mà em come out với gia đình á, có khó khăn nhiều không sao? Dạ lúc em come out với gia đình á, cha mẹ em khóc. Tại lúc đó em bán điện thoại, lúc đó em còn xài cái iPad. Tại lúc em quen anh này á, tại điện thoại iPad em có hình. Tại lúc hồi xưa giờ không có quen ai hết. Cái mẹ em cái cầm cái iPad của em lên, cái thấy anh này. Mới đầu là hỏi, em tưởng chuyện bình thường, tưởng cha mẹ biết. Ai nhờ cha mẹ không biết. Cái cha mẹ hỏi là quen anh này bao nhiêu tuổi này nọ, làm công việc gì. Em mới kêu là anh này khoảng 28-29 tuổi, kêu làm ở Sài Gòn á. Mẹ em tự dưng khóc lên, cái kêu nhà vô phước, đẻ đứa con ra mà con mày bị PD này nọ vậy. Mẹ em khóc quá trời. Rồi sau đó làm sao em giải quyết được cái cảm xúc đó cho mẹ sao? Em chỉ im lặng thôi. Lúc đó mẹ em khóc, em cũng khóc theo. Và một thời gian sau cái chị em mới mét mẹ em kêu là thằng này quen anh này vậy đó. Cái mẹ cha mới điện lên cho nói mốt về già rất là khổ. Rồi cái đợt đó em về nhà, cha em nhậu, cha em từ em. Cha từ cha có nói gì không? Cha kêu là mày đủ lông đủ cánh rồi, mày bay đi. Mày làm gì mày làm. Là em ra khỏi nhà luôn hả sao? Dạ không, tại vì lúc đó em cứ nghĩ là thôi cha xỉn rồi. Xỉn rồi mình suy nghĩ thoáng nha. Kêu chắc cha xỉn, cha không nói nặng gì đâu. Cái em ở đây cái ngày mai là cha em tỉnh rồi, chuyện nó cũng qua. À là bình thường lại. À, đến bây giờ thì bố mẹ chấp nhận hết chưa sao? Dạ chưa, nhưng biết thì biết một phần thôi. Nhưng mà lâu lâu cũng điện hỏi thăm này nọ. Nhưng mà hiện tại bây giờ cha em chưa chấp nhận. Cũng trong lòng cha em cứ muốn là em được phải lấy vợ này nọ. Nhưng mà mình không biết giải thích như thế nào. Giờ chuyện come out của Sơn là vậy, còn Kha? Em thì chắc em ngược lại với Sơn quá. Thật là hồi nhỏ giờ là em y chang như một thằng trai luôn á. Chỉ là chơi bạn bè là cũng chơi đá banh đó, rồi chơi bóng rổ, chơi vẫn bình thường á. Khi mà em phát hiện là lúc mà lên Sài Gòn học nè, xong cái em mới tìm hiểu hồi xưa là có gì Yahoo anh chị.
là xong mình cũng tò mò vô đó, xong mình thấy mấy cái nhóm group á là để gì trai tìm trai gì rồi đó, em mới tò mò bấm vô. Thì bấm vô thấy cũng là chat group này kia nọ, nhắn tin yêu đương các kiểu rồi nha. Thì mình cũng thấy ủa sao ngộ ngộ quá đó, thì từ đó em phát hiện là em tìm hiểu luôn, chết rồi, vậy là giới tính mình là gay quá sao, là em thấy em hấp dẫn bởi mấy cái group kiểu là trai tìm đúng trai rồi. Còn nếu mà mấy tìm em... con gái thì em không hấp dẫn về nó lắm. Mà toàn là hồi xưa là nếu mà lên Sài Gòn á mà bạn bè em chơi toàn là trai thẳng chứ bánh bèo không. Không có chơi trong cộng đồng LGBT nữa. Mà nhìn em rất là đàn ông, rất là man, thậm chí bây giờ luôn á, bây giờ về nhà mà lúc mà thì nhà em thì biết Sơn rồi, thì thường thường mà đám giỗ mẹ em hay sao á thì về mấy bà nói Kha khi nào có vợ con. Nó có chứ, nhưng mà con có vợ con trai gái gì cũng được nghe. Nên bà cười chứ bà chưa biết em vậy luôn. Gia đình của Kha có biết về gia đình của em đúng không? Ba em, tại vì mẹ em mất rồi. Chỉ còn ba với mấy anh chị là biết, tại vì Sơn về là nhà cửa là Sơn cũng quét thì làm hết trơn rồi. Là mọi người tự tờ mờ đoán ra cái dạ, đấy thôi rồi. Chứ không phải ai nói ai hết. Đến bây giờ vẫn vậy luôn. Nhưng bây giờ vẫn vậy luôn. Mà tình cảm trong mọi người tốt hết hay là có cự nữ gì dạ, nhau không? Sơn cực kỳ được lòng mấy bà chị dâu với ông anh luôn. Vậy với đám giỗ mẹ em, đó làm ba con gà. Mà ba em á thì cũng lớn tuổi rồi, ba em thì không có cắt. Anh ba anh tư em á thì xưa giờ là không cắt cổ gà vịt luôn. Thì gặp hai bà chị dâu cũng không có luôn. Sơn nhào vô cắt một hơi là ngọc sớt luôn. Xăm gan vậy. Tánh Sơn cực kỳ men, cực kỳ đàn ông. Từ nhỏ đến lớn em không sợ gì hết. Nhìn thì yếu đuối nhưng mà lại không sợ. Còn bên kia rất là man mà lại sợ. Rồi bây giờ trước khi gặp nhau thì hai bạn cũng có những mối tình đầu của mình đúng không? Mối tình đầu của em là mối tình anh này luôn. Hồi xưa có mấy tình đầu nhưng mà kiểu như là không có sâu đậm. Không có sâu đậm. Còn cái mối tình trên tìm quanh đây của em mà một tháng á. Nhưng mà anh nghĩ là em cũng phải hạnh phúc trong thời gian đấy chứ ha. Dạ, tình đầu mà người ta còn đi học á. Với lại lúc đó em còn đi học nghề nữa. Mình không có gặp thường xuyên. Tầm khoảng tháng gặp cái được 2 lần. Nhưng mà kiểu đi cà phê này nọ thôi chứ. Kiểu như bữa đó là vô cái quán quán buổi tối, tối thui à. Và anh nó kêu là vô đây uống cà phê. Em uống vô mình cứ thì mình lần đầu tiên của mình cứ uống thì mình cứ nghĩ là ừ đi cà phê thôi, mình không có nghĩ gì. Quán cà phê đó có giọng đi, em mới nằm cái bạn đó ngồi ghế đằng này, cái bạn chạy lết qua cái chỗ em ngồi. Mới đầu là rất là kiểu địch sự hung tráng của mình, cái thấy em không có cự quậy gì hết, cái bạn tiến tới không tới môi luôn. Lần đầu tiên á mình được hôn với trai, kiểu như là mình thích ấy. Mình sướng dạ, đúng kiểu rồi. Nó tê người rồi đúng không? Kiểu như hung gì hung gì sợ á chị. Mà cái cảm giác mà hung vừa sợ rất là sướng. Dạ, sợ mà nhìn nó sướng lắm đúng không? Vậy em bảo chị hôn thử trong rạp phim chị không chịu. Nhưng mà chị nghe nói vậy đừng muốn là chị thử. Rồi sau đấy em có tìm hiểu thêm những người nào nữa? Dạ không. Không, lúc đó là kiểu như mình thích người ta, cái kiểu người ta đi Nhật cái mình bị buồn. Từ lúc em không yêu ai, từ lúc gặp ông này là em mới yêu ông này. Còn về Kha thì sao? Thì trước khi mà Nguyễn Sơn á là em có 2 mối tình là chính thức á, là lúc mà học Sài Gòn là em qua nhà con nhỏ bạn cấp 2 á, xong cái qua nhà nó thì nhìn nhỏ bạn em nó ở với thằng em. Bạn em này hồi xưa lấy quê em biết rồi, còn nhỏ lấy quê em biết rồi. Sao này thấy lớn quá, lớn mà đẹp nữa chứ. Lại là đúng gu em nữa. Lại là đúng gu em nữa. Xong cái em về mới xin số điện thoại, cũng nhắn tin qua lại, rồi uống cà phê. Rồi xong này khoảng được 2 tháng là tụi em dọn dở chung luôn. Rồi cảm xúc của Kha khi mà lần đầu tiên mình nhận ra là mình có cảm giác muốn gần gũi với con trai á. Em còn nhớ cảm xúc lúc đấy không? Nó cũng lạ mà cũng thích lắm anh. Cái mối tình đầu của em là hình như là được 3 năm à, tụi em chính thức là được ngày nấy đi á. Là do hình như là em nghĩ là mẹ bạn này không chịu. Tại bạn này là áp lực gia đình. Dạ đúng rồi. Bạn này là nhà có một đứa trai một đứa. Nhưng mà trước khi mà mình quen con trai á, Kha có quen con gái chưa? Dạ không chị. Chứ bây giờ bà... không thích luôn đúng không? Dạ không thích luôn. Từ khi mà em biết cái nhóm group đó rồi em... Là dính theo cái group dạ, đó. Dạ dính luôn. Mà trước khi biết cái group đó thì sao? Thì em cũng vẫn đi học, vẫn chơi bạn bè bình thường. Nhưng mà chưa quen con gái. Dạ chưa. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là chia tay xong mối tình thứ nhất á, thì em cũng đi làm về bình thường á, mà sao mình cảm giác trong lòng nó trống quá. Tại vì thường thường về là có người ở chung, còn giờ về mình thấy cũng 4 bức tường vậy nè. Xong cũng khoảng được vài tháng á, em đăng thì tút ở một mình buồn quá này kia nọ đó chị. Xong rồi có bạn kia vẫn vô comment. Thì mình cũng bấm vô Zalo mình coi, hay Facebook mình coi. Quen mà đó cũng tìm hiểu cũng được 1 năm á chị. Ở chung cũng được vài tháng á, cái em ở đó hình như là không hợp. Nhưng mà em vẫn còn thương bạn đó nha. Tự nhiên bạn đó bỏ đi. Nhận ra là khác biệt nhiều quá phải không? Dạ, cái bạn đó bỏ đi. Bỏ đâu đi khoảng một thời gian khoảng 3 tháng, 4 tháng gì á. Tự nhiên em nhận được cuộc gọi của bạn đó luôn. Alo Kha hả? Tao đang ở bệnh viện nè.
đó, mày chạy vô đây đi. Tao nói thôi thì chia tay rồi thì mạnh đường ai nấy đi. Thật sự là cái miệng em nói vậy thôi chứ cái chân cũng bị là chạy đi rồi đó. Vô xong bệnh viện á, là em thấy cái bạn đó với lại một bạn nữ nữa, bạn đó nằm chuẩn bị mổ sao hình như là máu ruột thừa. Cái bạn đó kêu bạn nữ đi về đi, có Khang vô rồi. Bạn chờ... gái đó là bạn làm chung với bạn đó. À. Xong cái gia đình bạn đó mới vô, thấy em lo cho bạn này kia nọ rồi mới thương em. Khi mà xong xuất chuyện xong bạn đó kêu em quay lại, em cũng đồng ý. Đây lại xong hai đứa đi Nha Trang đi về quê bạn đó. Cái mình cũng tưởng là về ổng bả thì sợ không chấp nhận á, hay ổng bả thương. Trước khi vô Sài Gòn á, ổng bả nói con chào cô chú con đi. Cái ổng kêu là thôi kêu bằng ba luôn đi. Thì đó mình mừng rồi. Xong vô Sài Gòn ở được một năm cái rồi. Bạn đó tự động đi. Thậm chí bây giờ em không biết lý do là hai lần bạn để tự đi là, đúng không? Là đi dọn nơi khác ở à. Nhưng mà em mỗi lần em có nhắn tin thì bạn ấy trả lời phớt à. Rồi em lần biết trước chắc cũng vậy đúng không? Dạ, lần trước cũng vậy luôn. Tự dưng là cái cảm xúc của Kha khi mà tự dưng người ta đột ngột bỏ đi á, anh không hiểu cái lúc đấy nó khó chịu lắm anh. Khó chịu cái, lắm. Phải chi mà nhắn cho tin cho mình đúng rồi, cho mình biết lý do tại sao rồi này kia nọ. Chắc là bạn nó có cái gì đó. Nhưng em nghĩ là chắc lúc đó làm lương của em với lại không có đủ sống. Nên em biết nhu cầu bạn đó rất là cao nên em nói thôi em buông. Sao anh ngồi cười mỉm mỉm gì em? Tại vì lúc ổng chia tay và mối tình thứ hai á, là ổng đi xăm cái chân cái gì. Kiểu thất tình quá đi xăm cái chân. Xăm cái gì dưới đấy em? Dạ xăm cái hoa văn. Hoa văn trên dưới chân á. Ủa xăm hoa văn á hả? Anh tưởng xăm hận tình yêu hay cái gì ở dưới đó chứ. Không có. Quay về câu chuyện tình yêu của hai bạn đi. Cơ duyên nào mà hai người quen nhau được? Cơ duyên là đợt đó là bữa đó em buồn trong người đi. Bữa em đi mua rượu về, bia về nhà em nhậu. Mà bạn em á kêu là ở bên đây có trai đẹp lắm. Rồi em đi qua đi. Cái em điện 5-7 lần thôi. Cái em không có đi. Cái xong rồi suy nghĩ sao em mới đi. Đi qua cái trong bàn nhậu thì gặp anh. Lúc đó là bàn nhậu là hình như là có em với Sơn. Với lại bạn của Sơn, hai người bạn của Sơn. Xong mà nhậu xong mà thấy bạn này cũng dễ thương, phong cách bận đồ y chang như là lớn vậy đó. Đó em thấy xong cái qua bữa sau là em xin số điện thoại, mình cảm ơn bạn này hôm qua đã với bạn kia đã ba mình nhậu vậy đó. Sau này mới hẹn vô tình cái nhà bạn có tiệc á, em mới hẹn rủ Sơn đi. Xong em chở Sơn đi, lúc đó trời mưa mà lúc đó là hình như là chờ con nhỏ em qua lận, mà là lúc đó em với Sơn đi là khoảng 1 giờ mấy à, mà nhỏ em tới 5 giờ mới qua lận. Gặp trời mưa xong em rủ Sơn đi khách sạn ở gần đây, đây có khách sạn nè, vô đó trú mưa đi. Sao ông trú mưa ở dưới mái hiên thôi em? Ở ngoài nhà ta có lâu nhiều mái hiên. Lâu quá anh với lại cái đó cũng... Nói chung là người ta cũng có tình ý. Dạ đúng rồi. Thì thà nói vậy đi, em đỡ thắc mắc. Bảo là vào khách sạn trú mưa, mình vào quán cà phê, mình vào tiệm ăn. Tức cái đoạn đó đó. Nói chung ra là trời đổ mưa là cơ hội. Vô khách sạn thấy cảnh nào cũng vậy á. Trời trời mưa đổ mưa rồi, hay là khuyên nó dẫn được vô khách sạn nha. Trời đổ mưa là hai bạn đổ nhau luôn. Trời ơi, cái đó là lý do chính đáng nhất luôn. Xong cái vô đó trong cái thay đầu đi tắm, ngủ bằng này tắm chung luôn. Cũng hợp lý chị ha, tiến triển. Cơn mưa bất chợt là xong, vô khách sạn dạ, người tay. Xong rồi qua bữa đó là sao là em thân chính thức là thôi. Hợp quá rồi dạ. Nên mình cảm mình sẽ nhưng quen mà nhau mà luôn. Quen có một thời gian rồi em cũng tính chia tay bạn này rồi. Lý do sao em thấy Sơn nhỏ quá, nhỏ tuổi hơn em quá. Là hai bạn cách nhau bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi đâu có sao nào. Quan trọng nếu mình thương nhau mình. Với lại quan trọng là có những người nhỏ tuổi nhưng mà cái suy nghĩ của họ thì lúc đó em suy nghĩ là chị Chi. Với lại Sơn ở Tân Phú mà em quận 7 xa, với lại mỗi lần em mà qua Sơn là đi khách sạn không? Mà một tuần đi phải 5-7 lần á chị. À, tốn tiền với lại em nghĩ thôi mình chấm dứt đi. Mà thấy bạn này tội nghiệp, bạn này Trang là đi làm về rồi cuộc sống của bạn này nữa. Em nói thôi chấp nhận về nhà chung đi. Là thay vì chấm dứt thì đúng mình rồi. Tìm một đường khác để đúng mình tiếp tục. Lúc mà trong thời gian quen bạn này á, là Sơn có đòi về ở chung em không cho. Tại vì lúc đó em ở với một bạn nam. Nhưng mà bạn nam này là em với bạn nam này thì không có công khai. Em sợ Sơn biết. Hay là ngày xưa lúc đó là có quen. Dạ đúng, nhưng mà y Trang như quen mất tình thì không có công khai vậy. Là em lăng nhăng hả? Em mới chia tay Sơn là em giấu Sơn đó, không cho Sơn biết vậy đó. À. Nhưng mà thấy bạn này thương em quá. Thư ghê. Rồi bạn này thương quá thì với là em mới chia tay người kia. Không, lúc em dẫn Sơn qua ở chung bạn kia luôn. Xong bạn kia tự động đi. Là em mới chấm dứt mối tình mình. Như sao? Ôi, cái gì em... mà ngộ vậy? Không được nha. Thí dụ nếu như, thí dụ nè, mình đã có người yêu rồi
thì mình phải yêu cho trọn vẹn, còn không thích nữa cắt đứt với người kia đến với người khác, làm vậy tổn thương cái người thứ ba, tội người ta, tổn thương hết luôn á. Nhưng mà cái người mà em ở chung thì đã hai đứa đã không có tình cảm gì rồi. Nhưng mà Sơn ơi, khi mà biết là Kha ban đầu chưa có chấp nhận cho em về ở chung, em có suy nghĩ gì? Tại vì lúc đó em mất điện thoại, ông này mới đưa cái máy đồng điện thoại bạn đó đưa cho em xài, cái em xài xong chạy cho cái máy nó có lưu á, lưu những hình ảnh, cái em mới vô em coi, cái em lên Facebook kiểu như mình tò mò, mình lên Facebook mình thấy cái bữa đó mình cũng mình biết, nhưng mà kiểu lần sau mới thấy nổi lên Zalo, cái mình ký kết bạn, hỏi bạn có quen anh này không, nó quen, nhưng mà hiện tại hai người là gì, nó chỉ là bạn thôi. Cái em mới nhắn tin ông này, hai người cãi lộn tùm lên, rồi cái ổng đòi chia tay em, kiểu như lúc đó mình yêu quá rồi, kiểu như mình bất chấp hết tất cả, tình đồng rồi. Dạ, bất chấp hết tất cả thôi, cái khóc lóc kiểu như bệnh lên bệnh xuống. Sau cái đợt cãi nhau đó làm sao em? Thì ông này ổng cũng nói thật ra hết tất cả. Cái dần dần cái ổng cũng đâu có khui hết đâu, có dần dần cái kiểu như đi nhậu á, cái ổng xỉn cái mình đâm trọt chuyện này đâm trọt chuyện kia, giờ mới kể xoay ra. Dạ đúng rồi, mà hồi cũng khui gần hết trơn à. Lúc em qua ở chung á thì bạn đó vẫn ở, thì ổng nhắn tin là hỏi bạn đó là em qua ở gì vậy đó, cái bạn đó chấp nhận cái em qua ở tầm khoảng một tháng, tự nhiên bạn đó đi, cái đi xong hủy kết bạn với ổng. Có lẽ là cái bạn kia vẫn còn yêu bạn này, nhưng mà tại vì bạn này không còn cảm xúc mặn nồng với bạn kia nữa. Nhưng chưa có dứt khoát thì lại gặp em. Thì quen em một thời gian là có tình cảm thương em. Đâm ra mới dẫn em về, thì dẫn em về thì bạn kia cảm thấy khó chịu thì bạn kia đi, tổn thương kiểu người ta thấy tổn thương đó. Anh cũng định hỏi Sơn đó. Sơn có suy nghĩ kiểu không tốt về Kha trong cái câu chuyện này không á? Dạ, lúc đó thì mình kiểu như mình không có nghĩ gì nhiều á. Tại vì em quá yêu. Dạ, kiểu như mình quá yêu, mình không có nghĩ, không nghĩ gì nhiều. Qua ở thôi, cái bạn kia cũng chia tay cũng đâu còn gì đâu mà mình mắc gì mình phải ghen. Nhưng mà bạn đó ở chung là kiểu như là em ghét nha chị. Kiểu như mình đanh đá, mình ghét. Kiểu làm cái gì là mình phải nhìn mình sân si với ông này. Ông này lúc em qua là kêu em có chuyện gì em không thích thì anh nói anh, để anh nói với bạn kia. Nhìn lúc cái chuyện gì em cũng thích, cái chuyện gì em cũng thích, cái gì em cũng cái gì cũng ngứa mắt. Dạ, cái gì mà kiểu mình không thích người đó ở đó, nhưng mà tại vì mắt mình thương ông này nên mình phải chịu, mình nhịn để mình mình nói. Làm tao rất là khó chịu ở chung, em thấy không, nên mình nên biết khoan trước khi mà nhận bạn này về. Gia đình của Sơn có biết Kha mà đúng không? Dạ biết. Lúc em quen ông này á, qua ông này ở á, thì ông này mới đề cập cho em là em kiếm 10 triệu đi, anh qua cho em qua em ở. Cái lúc đó mình yêu quá, mình cứ chạy đôn chạy đáo, mình đi kiếm 10 triệu để bắt buộc qua mình ở với ông này. Cái kiếm được rồi, ông này kêu vậy, thôi em trả lại đi. Em ổng nói ngọt, ổng kêu là thôi em làm nó đi 2 năm nữa đi rồi hai đứa mình ở chung. Em cũng nghe lời, em kêu trả xong rồi tầm khoảng nửa năm sau cái hai người ở chung luôn. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tại vì lúc đó là bạn này đổi chung, em chỉ là nói là từ chối khéo bạn này thôi để cho bạn đó đừng có qua. Ai ngờ bạn này hỏi tâm thiệt, hỏi mấy người tung tiệm, mấy người tung tiệm nói là chị bạn này đâm ra chị Sơn ghét em, nó chắc quen này dụ dỗ này kia nọ. Anh có một câu hỏi cho Kha nhá. Sơn là một người trẻ tuổi nè, ngoại hình tốt nè, đẹp, tính tình rất tốt, dễ thương quá trời luôn. Mà sao em không kiểu nhẽ ra nhá, mình phải cố mình cự giữ người ta, mình thể hiện cho người ta biết là mình thật sự quý trọng người ta, chứ tại sao em lại kiểu tỏ ra không bất cần người ta vậy? Cái đó là lúc mới quen mới yêu á. Còn bây giờ thì em bây giờ là ai thương ai nhiều hơn? Em thương, em lo từ nói chung là em lo Sơn A Z, Sơn biết đi làm về mà. Đúng rồi, dễ thương quá trời ơi, thiệt quá. Còn từ cái quần cái áo nấu ăn hay gì là em lo hết, em làm hết, rửa chén quét nhà lau nhà. Cái cưng chịu không? Cưng bây giờ cưng nhất đúng không? Dạ, cưng. Đi đâu là dù em đi mà lúc trước em đi mua đồ cho em đúng không, em mua một cái em về em mua năm cái, mua em hai cái, mua Sơn ba cái, nhiều khi em xách đít em đi mua cho Sơn không. Khi mà gia đình của Sơn có thành kiến với em như vậy á, thì bây giờ quan hệ như thế nào vậy? Em chưa về quê Sơn rồi. Em gủ về, ông này không dám về, em cứ sợ là về mất công cha em đuổi ra khỏi nhà. Tại vì cái lúc cha em chửi em á là kêu mày dắt đứa nào giống mày về tao đuổi ra khỏi nhà. Cái em mới nói ông này sợ. Lúc hôm qua ở ông này kiếm 10 triệu á, là mẹ em điện lên, mày quen thằng này dụ dỗ rồi kiếm 10 triệu mày cho trai ăn này nọ. Em lúc đó mình bị hoảng á chị, tắt máy hết trơn. Cái lúc đó bạn chị mới nhắn tin cho bạn em kêu là nói nhỏ nhẹ Sơn mở máy ra để mẹ điện thoại nói chuyện ngọt ngào. Cái điện thoại cái mẹ cũng không nói gì, cái em thấy mẹ cũng bình thường, cái em cũng im luôn, không có đề cập tới vấn đề đó nữa. Mà lâu lâu mẹ cũng điện lên hỏi thăm này làm ăn được không này nọ. Em cũng yêu tha thiết quá ha.
kiểu như mình yêu mù quáng luôn á chị. Cái gì mình chị Chi có vẻ đồng cảm. Không, thấy dễ thương quá à. Chị thương bé này thôi à. Không, tại vì anh thấy như vậy là dễ thương. Em trẻ nhá, mà ngoại hình em tốt mà em lại yêu kiểu lao đầu á. Thương mà trẻ mà được IQ này rất là chẳng bóng miếng á, hay cái kiểu là hay động đảnh mà đẹp xinh á, là nhõng nhẽo động đảnh lắm. Còn cứng là ngược lại đó. Cái gì mà dễ thương. Bạn này là trời, cùng phấn đấu với đại Kha dạ, luôn á. Có nghĩa là chịu thương chịu khó dạ, cùng rồi, với em luôn á. Sơn là không có ham chơi luôn á chị. Cuối tuần đi em kêu đi làm gì em kêu Sơn ơi tắm đi chơi. Ồ không biết ở nhà. Cái tập này mà phát sóng lên là em mệt cho Kha anh nói. Tập này mà phát sóng lên là em mệt cho Kha anh nói. Bây giờ em mới thương. Thật sự em cũng được bạn này nhưng mà em giữ đi nha. Bạn gái mà thương. Bây giờ mà em về quê mấy ngày á là em phải đi mua một nồi thịt kho trứng em để cho bạn này. Tại vì Sơn tánh không ăn sáng luôn chị. Sáng dù ăn nhà, dạ, ăn nhà không mà không ăn đồ. Dù tối là Sơn làm về là em nấu sẵn rồi. Ăn xong còn dư là tụi em bỏ tủ lạnh. Để sáng hâm lại cho Sơn. Rồi khi mà em về ở với Kha em còn lo lắng về cái câu chuyện cũ của Kha không? Không, lúc đó mình quen là quen ông này qua ở tầm khoảng cứ tầm khoảng 2 tháng là bạn kia đi rồi. Hai người cứ hạnh phúc thôi, mình không có quan tâm những chuyện của người ta nữa. Mà mình lâu lâu cũng ghen, lúc đó em kiểm tra máy ông này thường xuyên lắm. Tại lúc đó mình mới quen ở chung á, tra máy rất là thường xuyên. Giờ hiện tại bây giờ ít có kiểm tra máy, kiểu như mình thân thuộc quá rồi. Chứ là bây giờ em được thương nhiều hơn dạ, rồi. Kiểu như mình họ lo lắng mình chưa chừng ti chừng tí, ăn uống, cách mặc. Ông lo hết em không làm gì biết hồi xưa em 54 kg ông lo biết em sắp lăn luôn mà bạn bè em ai kêu Sơn cục vàng nữa nhưng mà đừng để mập quá là xấu nha tương nhiên dạ. Kiểu như ai cũng nói giờ em mập vậy được rồi đừng có mập quá mập quá em bị sò người cái bị xấu cái lâu lâu ăn vừa thôi kiểu như tối tối em được ăn đêm sau 8 giờ em ăn ít thôi. Kinh nghiệm từ một người chị đúng, dành cả thanh xuân để giảm cân sau 8 giờ em ăn nhẹ thôi. Nhưng mà bạn này có cái là tật là hay ăn khuya á chị. Ăn bạn bánh lăn bạn cũng nấu nè, làm nè, da ua nè, chè rồi bạn tự làm hết trơn ở nhà. Kiểu như đảm đang á. Hồi xưa em nấu hay nấu này nấu kia ăn bỏ tủ lạnh như chè rồi làm sữa chua, bánh lăn em bỏ tủ lạnh ăn. Tại vì có một mình em ăn em làm cái ổng làm cái nuôi em ghét vậy em kiểu lục nghề luôn, mình không biết nấu gì luôn. Thì em nấu đi. Kệ bạn này lo thỉnh thoảng em vẫn nấu những cái món em làm được. Nấu mà gần có một mình em ăn không rồi Tuân thắc mắc như vậy này là khi mà chưa quen nhau 4 năm rồi mà chưa về gặp gia đình của Sơn thì hai bạn có cái lời gì mà muốn gửi đến gia đình của Sơn không? Nếu mà em á thì nếu mà cô chú mà coi chương trình này á thì nếu mà biết em và Sơn quen nhau á thì hãy thông cảm cho em và Sơn, nhưng mà em hứa với cô chú là em sẽ lo cho Sơn đến khả năng của em. Em không để Sơn thua thiệt mọi người, bạn bè em nữa là. Rồi Sơn có muốn gửi lời gì đến gia đình của mình? Dạ, em có gửi đến cha mẹ là kiểu như cha mẹ bây giờ nếu con lấy một người vợ thì để sinh con này nọ nhưng mà con không lấy được, bây giờ con có được một người nữa là người con trai thì mẹ sẽ được hai người con trai. Tại vì khi mà muốn con mình lấy vợ mà con mình không có thích con gái mà lấy vợ rồi về sẽ làm khổ cho cả ba. Chính vì vậy hãy cho họ sống với cái ước mơ và cái sở thích của mình thì Khánh chị nghĩ là sẽ hạnh phúc hơn. Dự tính trong tương lai có dự tính gì không? Có định cưới nhau không? Cưới thì Sơn không chịu. Tại em sao sợ cơ? Em sợ đám cưới ra 2 năm nữa cái tự nhiên mình đùng cái chia tay cái mình em sợ chia tay. Kiểu như đang quen hạnh phúc bây giờ cái mình cưới cái đùng cái chia tay cái. Em cũng có nhiều bạn bè lắm quen mà khoảng 8-9 năm luôn anh chị. Nhưng mà khi mà cưới khoảng 3 tháng cái sợ cái huông. Dạ đúng rồi cái huông. Em chứ giờ em Sơn là gán làm với lại tích một cái vốn nào đó mua nhà 2 chung cư đó rồi mở một cái tiệm salon nhỏ nhỏ để cho Sơn làm nghe. Còn em vẫn đi làm bình thường. Không, anh chị thấy từ nãy giờ là thấy chị thấy đó. Lúc đầu thì bạn này thương em nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng đến bây giờ dù sao nữa em là người trải đời, em trưởng thành hơn thì bây giờ em sẽ là người bao bọc cho bạn Sơn. Và chúc cho mọi chuyện đều tốt đẹp ha. Dạ. Chúc em nha. Và chương trình tặng bằng sản phẩm Pack Arare đến từ thương hiệu Spa Treatment. Rồi hy vọng là tất cả các dự định của các bạn sẽ thành hiện thực. Dạ. Và lúc nào cũng yêu thương nhau như vậy. Dạ, em cảm ơn. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc ha. Dạ. Dạ.